Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của tin tức 24 giờ. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức, những sự kiện mới nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay, kính mời quý vị hãy cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bộ Y tế sáng 29 tháng 7 ghi nhận 2.821 ca COVID-19 ở 21 tỉnh thành, trong đó có 587 ca cộng đồng. Hà Nội ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với COVID-19, Quảng Trị xuất hiện ca dương tính sau hơn 70 ngày không có dịch. Số ca mắc mới vẫn tăng, Hà Nội xây dựng hướng dẫn cách ly F1 tại nhà. Trong 24 giờ, thành phố Hồ Chí Minh thêm gần 4.500 ca COVID-19, lập nhiều vùng xanh không dịch. Liên tục phá kỷ lục, Indonesia ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong trong ngày. Ông Kim Jong-un thừa nhận Triều Tiên khó khăn vì COVID-19 như thời chiến. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Y tế sáng ngày 29 tháng 7 ghi nhận 2.821 ca COVID-19 ở 21 tỉnh thành, trong đó có 587 ca cộng đồng. 2.821 ca mới tại thành phố Hồ Chí Minh 1715, Bình Dương 406, Long An 179, Đồng Nai 159, Tây Ninh 139, Bà Rịa Vũng Tàu 52, Đắk Lắk 37, Vĩnh Long 31, Khánh Hòa 18, Kiên Giang 18, Phú Yên 15, Đồng Tháp 15. An Giang 10, Hậu Giang 8, Cần Thơ 6, Nghệ An 4, Bình Định 3, Bạc Liêu 2, Đắk Nông 2, Lạng Sơn 1, Hà Nội 1. Như vậy, số ca nhiễm sáng nay giảm 37 ca so với sáng qua, trong đó 2.234 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, giảm 221 ca, 587 ca đang điều tra dịch tễ, tăng 184 ca. Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh lên 78.904, Bình Dương 9.946, Long An 4.110, Đồng Nai 3.144, Đồng Tháp 2.656, Tây Ninh 1.197, Phú Yên 1.170, Khánh Hòa 1.158, Hà Nội 1.082. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên 119.812, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Tổng số ca được điều trị khỏi là 27.457. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 211. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 17. Hà Nội ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với COVID-19. Tối 28 tháng 7, Hà Nội phát hiện thêm 12 ca dương tính COVID-19. Thông tin cụ thể 12 ca F0 mới ghi nhận như sau. Trùng ca bệnh liên quan Nguyễn Khuyến Đống Đa, bệnh nhân VTH là nữ sinh năm 1975, địa chỉ tại Nam Từ Liêm, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân TTD, ngày 17 tháng 7 được xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính được chuyển cách ly tập trung. Trùng ca bệnh liên quan Bắc Giang, Bệnh nhân NTKC là nữ sinh năm 1990, địa chỉ tại Đông Anh. Bệnh nhân này là công nhân công ty S, khu công nghiệp Thăng Long, được cách ly tập trung tại Trường Công nghệ Kinh tế Sóc Sơn từ ngày 10 tháng 7. Trùng ca bệnh ho sốt thứ phát, trùng ca bệnh liên quan Tân Mai Hoàng Mai. Bệnh nhân NTHN là nữ sinh năm 2000, bệnh nhân BTN là nữ sinh năm 2013, địa chỉ tại Thanh Xuân. Hai bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NTH hàng xóm ngày 19 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính, được chuyển cách ly tập trung. Trùng ca bệnh liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ. Bệnh nhân VVC là nam sinh năm 1971, địa chỉ tại Đông Đa, bệnh nhân là F1 chú của bệnh nhân VTHN ngày 19 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Trùng ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng. Bệnh nhân NTK là nữ sinh năm 1941, địa chỉ tại Trung Hòa Cầu Giấy, bệnh nhân có tiền sử suy giáp, ngày 27 tháng 7 có biểu hiện sốt 38 độ, vào khám tại bệnh viện Đức Giang được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho kết quả dương tính. Quảng trị xuất hiện ca dương tính sau hơn 70 ngày không có dịch. Ngày 28 tháng 7, Tiểu ban truyền thông tỉnh Quảng Trị xác nhận, trường hợp phụ nữ tên NTT được xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính COVID-19. Vào ngày 28 tháng 6, chị T đi từ Cộng hòa Liên bang Đức trở về Việt Nam tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau đó chị T được đưa đi cách ly tập trung ở phường Vĩnh Hải đến ngày 23 tháng 7. Khi hoàn thành cách ly, ngày 24 tháng 7, chị T lên tàu SE8 trở về tỉnh Quảng Trị. 6 giờ 15 ngày 25 tháng 7 về đến ga Đông Hà ngày 26 tháng 7, chị T vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng trị lấy mẫu xét nghiệm covid-19. Ngày 27 tháng 7, chị T đi khám tại trung tâm y tế huyện Gio Linh. Đến chiều tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm của chị T bằng phương pháp atpca cho kết quả dương tính. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng trị cũng phát đi thông báo khẩn về những điểm đến có nguy cơ dịch tễ. Liên quan đến trường hợp này, cơ quan chức năng đã truy vết được 16 trường hợp f1, 50 f2 để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Số ca mắc mới vẫn tăng, Hà Nội xây dựng hướng dẫn cách ly F1 tại nhà. Ngày 28 tháng 7, bà Lã Thị Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, đơn vị này đã xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần F1 và người về từ vùng dịch để trình Sở Y tế Hà Nội xem xét. Mục đích của đề xuất này là để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, ngăn ngừa tình trạng quá tải tại các khu cách ly y tế tập trung và tạo tâm lý thoải mái, giảm chi phí cho người được cách ly y tế. Các em một thuộc diện cách ly tại nhà sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, sau cách ly y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo. Các F1 khi cách ly tại nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly y tế tập trung 7 ngày thì lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy cách ly tại nhà. Trong 24 giờ, thành phố Hồ Chí Minh thêm gần 4.500 ca COVID-19, lập nhiều vùng xanh không dịch. Theo HCDC, tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 28 tháng 7, Bộ Y tế công bố thêm 2.334 ca COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính từ 19 giờ ngày 27 tháng 7 đến 19 giờ ngày 28 tháng 7, thành phố ghi nhận tới 4.449 bệnh nhân COVID-19 mới. Trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ 27 tháng 4 đến nay, thành phố có tổng cộng 77.189 bệnh nhân COVID-19 được công bố. HCDC cho biết, để tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa, thành phố chủ trương không thực hiện kiểm tra đối với phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm đã được cấp giấy nhận diện có mã QR tại các chốt kiểm soát cả cửa ngõ và trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Riêng các phương tiện chưa được cấp giấy nhận diện có mã QR, cả phương tiện vận tải thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu nhưng có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn giá trị cho cả người điều khiển và người đi cùng trên phương tiện thì được lưu thông qua chốt. Bên cạnh đó, để hạn chế người dân đi lại, bến phà Bình Khánh và Cát Lái cũng thay đổi lịch hoạt động, chỉ vận chuyển hành khách từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, đảm bảo duy trì chế độ trực 24 trên 24, phục vụ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, phục vụ công tác chống dịch, vận chuyển người đi cách ly và phải bố trí riêng một phương tiện phà vận chuyển. Hiện nay, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai các vùng xanh không dịch là những khu an toàn chưa có ca nhiễm hoặc không còn nguy cơ lây nhiễm nhận được sự đồng thuận cao từ người dân liên tục phá kỷ lục Indonesia ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong trong ngày. Hôm 28 tháng 7, ông Mohammad Mamuji có mặt tại Nghĩa Trang để tiễn biệt người em họ trẻ tuổi đã qua đời sau 10 ngày chiến đấu với COVID-19. Em họ ông chỉ là một trong số cả nghìn ca tử vong mỗi ngày do COVID-19 tại Indonesia. Ông Muhammad Mamuzi, người nhà bệnh nhân tử vong do Covid-19 ở Indonesia nói, nếu nhìn vào số ca tử vong, ta chỉ thấy nó tăng chứ không giảm, với những người vẫn không tin vào sự tàn phá của Covid-19, họ nên cẩn trọng hơn bởi đại dịch này là có thật. Quốc gia đông dân thứ tư thế giới Indonesia có số người tử vong vì đại dịch cao thứ hai châu Á, quốc gia này hiện cũng đã vượt qua Ấn Độ và Brazil về số ca mắc mới nhiều nhất trên thế giới. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này là hơn 3,2 triệu ca, trong đó có hơn 86.000 ca tử vong. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta được cho là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng số liệu thực tế có thể còn cao hơn nhiều do tỷ lệ xét nghiệm và truy vết ở Indonesia còn thấp. Trong 6 tháng phát động chương trình tiêm chủng toàn quốc miễn phí ngừa COVID-19, đến nay mới có khoảng 10% dân Indonesia được tiêm chủng đầy đủ. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 208 triệu dân để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Ông Kim Jong-un thừa nhận Triều Tiên khó khăn vì COVID-19 như thời chiến. Trong bài phát biểu kỷ niệm 68 năm ký hiệp định đình chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, ông Kim cho biết nước này đang đối mặt với những khó khăn giống như thời chiến tranh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chúng ta đang đối mặt với những khó khăn gây ra bởi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có tiền lệ và các lệnh phong tỏa kéo dài. Điều này gây nên thách thức không kém nếu so sánh với những gì đã xảy ra trong cuộc chiến tranh, ông Kim phát biểu trước hàng nghìn cựu chiến binh và khách mời tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 27 tháng 7. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, Giống như là thế hệ những người chiến thắng đi trước, thế hệ của chúng ta sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp và biến giai đoạn đầy khó khăn này thành một chiến thắng vĩ đại hơn nữa. Đây không phải là lần đầu ông Kim thừa nhận Triều Tiên đang trải qua giai đoạn khó khăn. Hồi tháng 4, ông gọi tình hình ở quốc gia Đông Á là tồi tệ nhất trong lịch sử. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ mọi ý kiến trái chiều xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo